Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Trong giới giang hồ Sài Gòn những năm 92.000, dân chơi để lại nhiều dấu ấn nhất phải nói đến Bình Kiểm. Bởi theo giới giang hồ nhận định lúc đó, Bình Kiểm có thể thua ông trùm Nam Cam về quyền bạc và quan hệ. Nhưng về đội máu trời sát ván thì Nam Cam không thể lại được với dân chơi gốc Quảng Ninh này. Đương nhiên, để trở thành ông trùm giang hồ gấu nhất Sài Gòn, Bình Kiểm đã phải trải qua rất nhiều những cuộc va chạm. Để biết thông tin chi tiết, xin mời quý vị đón xem những phi vụ đưa bình kiểm trở thành chùm giang hồ gấu nhất Sài Gòn. Một cướp bến xe cùng với tài bá mặt. Bản chất lưu manh trong bình kiểm được bộc lộ khi hắn có điều kiện giao du tiếp xúc với đám giang hồ Sài Thành. Mối quan hệ trong giới xã hội đen đã đưa hắn đến với quyết định ở lại Sài Gòn lập nghiệp sau khi xuất ngũ. Năm 1991, với địa chỉ thường trú tại 111 Phùng Hưng, phường 13, quận 5, Bình bắt đầu thu nạp những cái tên đầu gấu đất Bắc như hậu lé, thanh xà bông, sơn gà, anh em tùng, giang, vân vân và học tập cách làm giàu của thế giới ngầm địa phương đầu tư vào lĩnh vực sòng bài cho vay nặng lãi. Khi mới vào Sài Gòn để lấy số má, Bình Kiểm đã có rất nhiều những vụ tranh chấp địa bàn tại đây. Trong đó, phi vụ được giới giang hồ nhắc đến tên nhiều nhất chính là vụ cướp bến xe cùng với Tài Ba Mắt. Nói về Tài Ba Mắt, đây là một trong những dân chơi Hà Nội đầu tiên làm tiến. Trước thời hải bánh bảo kê vũ trường phi thuyền thì cầm tài ở đó chính là tài ba mắt. Sau này khi tài ba mắt lên hàng VIP và làm ăn ở nhiều lĩnh vực khác, thì 5K mới giao cho hải bánh bảo kê vũ trường phi thuyền. Phi vụ cướp bến xe của Bình Kiểm cũng khá nổi tiếng. Đó là cùng tài ba mắt cùng các anh em giang hồ khớp bác khác đến bến xe, sau đó phàng các giang hồ bảo kê ở đây. Gấu hơn cả là băng Bình Kiểm dùng toàn hàng nóng, nên các dân chơi miền Nam cũng hơi cóng. Nhưng dù trải qua nhiều cuộc chiến với nhau vẫn không phân cao thấp. Cuối cùng Bình kiểm biết được rằng các giang hồ miền Nam bảo kê bến xe này là đàn em của Lâm Chín Ngón cho nên đã có một cuộc thương thảo diễn ra dưới sự chủ trì của Lâm Chín Ngón. Kết lại, Tài Ba Mắt và các anh em miền Bắc có được một lần lợi nhuận trong việc bảo kê bến xe tại đây. 2. Huyết chiến Nghĩa Điền Trong giới giang hồ Sài Gòn, Nghĩa Điền cũng là một dân chơi khá có số má. Bởi trải qua nhiều trường trại cũng như về xã hội thì Nghĩa Điền đều chứng tỏ được mình lúc đó nghĩa điên đang bảo kê các vũ trường nhà hàng lớn tại quận 1, cũng như phố bùi viện thấy được nguồn thu khổng lồ từ khu vực này bình kiểm ngay lập tức đánh tiếng muốn nghĩa điền nhường lại một phần nhưng với bản tính của mình đương nhiên nghĩa điên không bao giờ muốn nhượng bộ cho bất kỳ ai cuối cùng hai bên đã xảy ra cuộc xung đột nhỏ khi bình kiểm kéo đàn em đến quậy những vũ trường nhà hàng mà nghĩa Điền bảo kê việc này đến tai của nam cam lúc đó đang được xem như là ông vua dưới giang hồ sài gòn Nam Cam biết được rằng nếu hai bên xảy ra cuộc chiến thực sự thì ông Trùm sẽ gặp bất lợi. Bởi lúc đó các công việc làm ăn của Nam Cam đang vào guồng. Nhưng nếu xảy ra bất kỳ việc gì thì công an sẽ vào việc. Điều này sẽ khiến cho công việc của ông Trùm không còn được như trước. Cuối cùng, với uy tín cũng như quyền lực của mình, Nam Cam đã đứng ra giảng hòa cho cả hai bên. Sự việc đi đến thống nhất rằng Nghi Điền sẽ phải chia lại một số địa bàn cho Bình Kiểm và đương nhiên đại ca này sẽ không làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của nghĩa điên một lần nào nữa. bà Đánh người vì danh quyền bảo kê Sòng lớn đầu tiên mà y thành lập nằm trên đường mùng 3 tháng 2, quận 10. Mỗi chến con bạc tham gia phải đặt tiền sâu một triệu đồng. Khi thủng túi, họ vay lại hắn với lãi 15% và tài sản thế chấp là giấy tờ nhà và giấy nợ, cùng điều luật cắt gân, đứa nào chơi quỵt, bằng những mối quan hệ đặc biệt để đảm bảo an toàn cho sòng bài của mình trước cơ quan chức năng. Bình thu hút ngày càng nhiều con bạc đến sòng. Nhờ cơ sở kinh tài mạnh này, băng Bình Kiểm ngày càng mạnh và bắt đầu có những hoạt động gây tiếng vang trong giới giang hồ. Đầu tiên là vụ đàn em của hắn gồm Hậu Lé, Thành Sở Bông đánh đập ông Tề, người có sinh minh với hắn từ trước trên đường Phạm Ngũ Lão ngày 10 tháng 11 năm 1994. Ông Tề phải nằm viện mất mấy ngày. Tiếp sau đó, bọn chúng gây hàng loạt vụ lộn xộn buộc cảnh sát hình sự thành phố lập hồ sơ ngày 24 tháng 1 năm 1996 đưa hắn đi trại Tống Lê Trần, tỉnh Bình Phước để cải tạo. Tuy nhiên chỉ được 2 tháng, Bình lại trở về và tiếp tục điều hành băng nhóm của mình. 4. Huyết chiến với Thành Trần Lúc Bình kiểm banh chướng thế lực của mình, Nam Cam đã thấy một hiểm họa tiềm tàng. Bởi nếu để Bình kiểm vươn lên thì ngôi vương của ông Trùm sẽ bị lung lay. Bởi thế Nam Cam đã dùng thế lực của mình để đi Bình kiểm. Nhưng Bình kiểm cũng chẳng phải dạng vừa, bởi trong mắt Bình lúc đó chẳng coi Nam Cam ra gì vài cuộc chạm chám xảy ra nhỏ nhỏ thương lượng mãi không được hai bên thách nhau mở cuộc quyết đấu trên đường nguyễn huệ thành chân được ông trùm tin tưởng giao cho nhiệm vụ trong trận huyết chiến với nhóm bình kiểm nam cam vẫn chơi bài của mình đó là lấy giang hồ bắc để trị giang hồ bắc quân của thành Trân giải dài, dài dọc trục lộ cuộc huyết chiến với giao lề mã tấu hưởng sẵn hừng hực khí thế tiến công bình đến cùng một số đàn em ít đỏ của mình thấy trận địa đã sẵn sàng với lực lượng của thành chân đồng gấp mấy lần Gã nhếch mép cười lạnh lẽo, đôi mắt ti hí của Bình đảo tới đảo lui quan sát, rồi vén vạt áo sơ mi, rút khẩu K54 đầy áp đạn, chĩa thẳng vào bọn thành chân bóp cò. Hai tiếng nổ chát chúa đầy uy lực của khẩu chó lửa vang lên, làm toàn bộ sĩ tốt của thành chân sợ cúm cả giò cẳng. Nhanh chóng đến không ngờ, cuộc chiến đã phân thắng bại khi thành chân vắt giò lên cổ, chạy trối chết, Bình hạ lệnh thu quân để tránh sự săn lùng của lực lượng cảnh sát hình sự khi nghe tiếng nổ. 5. Thách đấu nằm cảm khi Nam Cam đi tập trung cải tạo vào năm 1995 và trở về năm 1997. Lúc này thế lực của Bình Kiểm đã lên một tầm cao mới. Trong một lần đi hát karaoke, Nam Cam vừa kêu chai rượu chưa khui thì có đám khách nước ngoài đánh tiếp viên chạy luôn vào phòng hát của mình. Nam Cam nổi nóng bạt tai tên Vũ Phù, không ngờ đám này quen với Bình Kiểm nên đã gọi điện cho đàn anh tới. Bình Kiểm kéo đàn em tới bao vây trước vũ trường không cho Nam Cam ra về. Bình cởi chân, cầm dao, vào quán đòi thách đấu tay đôi với Nam Cam. Tuy nhiên lúc này Nam Cam đang ở trong phòng điện thoại cho đàn em, nhưng chẳng có ma nào tới. Khi Bình Kiểm vào tận phòng thì bắt gặp Nam Cam ngồi một mình, đầu gục xuống, hai tay chống chán, trước mặt là chai Hattie Shop chưa khui. Sau đó một người có mối quan hệ chung với cả Bình Kiểm và Nam Cam đứng ra can thiệp và xin cho Nam Cam ra về. Sau vụ việc này, danh tiếng của Bình ngày càng lưng lẫy trong giới giang hồ. Những kẻ đã từng xô sát với hắn thời kỳ trước sợ xanh mặt, đều kéo nhau mang tiền đến xin lỗi và nộp phạt. 6. Đánh con trai Nam Cam Năm 1998, Bình Kiểm bung ra làm ăn lớn, gã hùn với nữ quái Kim Anh mở quán ba con két trên đường Lê Lợi quận 1, thu hút khá đông khách chơi hàng quý tộc. Đồng thời cùng vào thời điểm, cả Bình Kiểm lẫn Trương Hiền Bảo, Bảo Hoàng Tử, con trai Nam Cam đều mở xong bạc thu hút đám con bạc giang hồ trên cùng một khu vực đường Trần Bình Trọng quận 5. Cậy thế trà, Bảo Hoàng Tử tuy còn ít tuổi nhưng vẫn không coi bình kiểm rất dữ dằn ra cái đinh gì. Không ít lần, bảo hoàng tử đã đe dọa sẽ san bằng sới bạc cho chủ sòng bạc là bình kiểm đi tù nếu bình vẫn tiếp tục cạnh tranh mà không chịu hùn, mà thực ra là quy về dưới trướng trường Hiền Bảo. Cáo tiết, trong một lần bảo đến chơi tại ba con két, bình kiểm đã túm tóc đe đầu thằng ngoắt con xuống bạt và tát hộc máu mũi, khởi đầu cho mối bất hòa lâu năm giữa hai thế lực giang hồ. Nam Cam dù rất giận, vẫn không dám trả đũa mạnh tay Bởi ớn kho hàng nóng của Bình Kim Anh, người đàn bà lưng lẫy giang hồ Từng là nhân tình của Nam Cam Vừa lại là chị dâu kiềm đối tác chiến lược của Bình Kiểm Tại ba con két Lo sợ cuộc huyết hải thâm thù của người tình thế lực Và gã em rể ngông cuồng sẽ đi quá xa Nữ quái Kim Anh đã đứng ra giản xếp Cũng đủ hết Từ mơn trớn vút ve đến nước mắt ngắn dài Nữ quái sai thành mới tạm hạ hỏa được cả hai bên Sau vụ này Khi Bình Kiểm bị bắt đi cải tạo Nam Cam đã hỗ trợ tiền bạc để Kim Anh sang lại quán bà con kết, thay biển hiệu thành ba hoàng hôn nổi đinh nổi đám với những vụ ăn chơi trụy lạc gắn chết với tên bà chủ mới của nó. 7. Huyết chiến với Tài Ba Đồ. Tài Ba Đô cũng là một trong những đại ca chuyên bảo kê nhà hàng, quán bà, vũ trường khét tiếng tại Sài Gòn, tuy nhiên cũng bị bình kiểm lấy số ngay trong trại giam một cách tàn nhẫn. Vào những năm 2000, Tài Ba Đô và Lâm Sát Thủ chuyên bảo kê các dịch vụ xe taxi, xe ôm, nhà hàng vũ trường quán bà và chăn dắt gái ở khu vực quận 1. Một lần Tài Ba Đô kéo đàn em tới vũ trường phi thuyền ở quận 1 chơi, bất ngờ gặp Dương Ngọc Lan 31 tuổi, vợ bình kiểm trong vũ trường. Tài Ba Đô dở cho xám sỡ, bị Lan chửi, Tài Ba Đô liền tạt cho Lan một cái bà tài. Lúc này Bình Kiểm đang nằm ở trung tâm giáo dục Huy Khiêm, Lan đành điện cho đám đàn em của Bình Kiểm là hậu lé Mai Phúc Hậu hầu lẽ kêu thanh xáo bông và một lũ lau nhau kéo tới móc hàng tính đánh tại ba đồ. Tại ba đồ xua đám đàn em như sơn chóe, dũng bìa, sơn Đen, ba dầu, dũng nấu, vũ cụt, hạnh nhí Lâm sát thủ, toàn những tên đầm thuê chém mướn vản vẹn chiến tích giang hồ ở khu vực bến đỏ cây Bàng, thủ thiêm, rượt đánh đám đàn em bình kiệp chạy trối chết. Thế rồi duyên nợ giang hồ đưa đẩy vào 22 tháng 6 năm 2001. Tài Ba Đồ cũng bị đưa vào trung tâm giáo dục huy khiêm, cưỡng bức lao động, cải tạo về tội gây dối trật tự công cộng. Được tin, Bình Kiểm đã gian manh, chỉ đạo Bình Thổ, Phạm Văn Bình 31 tuổi, Phạm Tiến Việt 28 tuổi là những giang hồ ở Bà Rịa Vũng Tàu đứng ra gom đám đàn em trong trại, chuẩn bị mỗi tên một cây gậy gỗ giấu trong người. Chiều ngày 24 tháng 6 năm 2001, tại Ba Đô vừa xuất hiện ở sân đá bóng của trại, Bình Thổ cùng đám đàn em lao vào nện Tài Ba Đô một trận mưa gậy. Khi lực lượng quản giáo có mặt, thì Tài Ba Đô đã bị trọng thương Mặt bê bết máu Tài được đưa đi bệnh viện cấp cứu Vết thương trên mặt phải khâu tới hơn chục mũi Ngày 17 tháng 1 năm 2002 Để tìm cách ra khỏi trại Bình Kiểm nhờ người đem khẩu Pascal Nộp cho bàn giám thị trại để được hưởng khoan hồng Quả nhiên 5 ngày sau y được tự do Tuy nhiên Tài Ba Đô cũng không phải dạng vừa Biết tin Bình Kiểm ra trại Gã cũng huy động đàn em trả thù Đúng lúc Bình đi trên đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn cắt đường Huỳnh Văn Bánh thì bị hai thanh niên lạ mặt đi mô tô chém hai nhát mã tấu vào vai, bình kiểm phải vào bệnh viện gia định điều trị. 8. Bắt cóc con trai tỷ phú Những việc làm trên đây cũng chưa là gì so với việc Bình đã có một phi vụ táo tợn, đó chính là bắt cóc con trai của tỷ phú Trần Bê. Là một thằng giang hồ chịu đọc báo, Bình Kiểm biết tài sản của tỷ phú Trần Bê thuộc hàng top trong bảng tổng sắp của cả nước. Trần Trọng Ngân, con trai ông Trần Bê cũng là một doanh nhân nổi tiếng. Tài sản kích xù của người cha chính là sự bảo đảm khiến người con chắc xuất trong việc bị Bình Kiểm lựa chọn làm con mồi trong vụ bắt cóc tống tiền thế kỷ. Tuy nhiên, với vụ bắt cóc trần trọng ngân, Bình Kiểm vẫn chỉ chứng tỏ bản thân hữu dung vô mìu, thạo nghề đau thớt nhưng đầu đất. Trong bóng tối đang cố bị tránh lần ra tung tích, Bình Kiểm vì quá khát tiền vẫn đòi 10 triệu đô la Mỹ tiền chủ con tin. Đây là điều xuẩn ngốc. Với loại tiền mệnh giá 100 đô, số tiền này sẽ gồm 1.000 sấp, mỗi sắp 10.000 đô 100 tờ, phải cần đến 10 vali mới có thể chứa hết. Và nếu gom đủ tiền mặt cho Bình trong một ngày, chứng tỏ ngành ngoại hối ngân hàng đã cháy rụi. Cuối tháng 9 năm 2007, Bình kiểm và băng nhóm bị điệu ra tòa với các tội danh bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bình kiểm bị Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 28 năm tù. 9. Nhiều phi vụ còn nghi ngờ Tuy có nhà nhưng Bình kiểm không hề ở, thường xuyên ở khách sạn độc ở chỗ dù đi tù nhặt quá bình kiểm thậm chí còn chưa đủ thì giờ để làm lại bất cứ loại giấy tờ nào không hề có giấy tờ chứng minh hay một mảnh giấy tờ nào khác lẫn lưng hắn tiêu tiền như nước chưa kể số tiền khổng lồ phải có để mua hàng nóng đạn và trả lương chiều một đàn em chứng tỏ bình kiểm phải có một nguồn tài chính rất dồi dào nói cách khác phải là một kẻ rất giàu thế nhưng trước sau như một bình kiểm vẫn là một kẻ không có nghề nghiệp Đến cuối năm 2004, nhà hàng Ngọc Lan ở số 7 Lê Ngô Cát, quận 3, nguồn thu nhập chủ yếu cũng được hắn sang lại cho người khác. Vậy tiền ở đâu ra? Cộng với hành tú bất minh, khả năng tài chính của Bình Kiểm đã khiến hắn bị giới giang hồ ngờ có dấu hiệu liên quan đến hàng loạt vụ dùng hàng nóng, bắn người cướp tiệm vàng dã man xảy ra trong thời gian gần đó. Mặt khác, tính khí hồ đồ nóng này của Bình Kiểm có vẻ không phù hợp một chút nào với cả một kế hoạch bắt cóc khá hoàn hảo được chuẩn bị từng ly từng tí đến từng chi tiết, tốn rất nhiều thời gian, công sức chuẩn bị. Phải chăng, bình kiểm chỉ là tên thực hiện, còn bộ não thực sự của kế hoạch bắt cóc đòi tiền chuộc 10 triệu đô la Mỹ, cũng như kế hoạch của hàng loạt vụ đánh cướp tiệm vàng khác vẫn chưa thực sự bị phát hiện. Cho đến nay, vẫn cứ là một hoài nghi trong giới giao hồ. Được biết thì hiện tại, bình kiểm đã thụ án gần 20 năm và đang nằm trong trại Đại Bình tỉnh Lâm Đồng và sắp thấy ngày về. Trên đây là những phi vụ bình kiểm trở thành chùm giang hồ gấu nhất Sài Gòn. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bảng. Xin chào và hẹn gặp lại.